Xin chào các bạn. Tháng 6 năm 2009, thương hiệu Mobistar lần đầu ra mắt giới truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chủ quản lúc bấy giờ là PNT Mobile, nhà phân phối điện thoại của các hãng điện thoại như là Sony Ericsson, Motorola và HTC. Các sản phẩm ra mắt hôm đó là điện thoại phổ thông với mức giá trong khoảng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Giám đốc điều hành của thương hiệu đó là ông Ngô Nguyên Kha. Vào năm 2009, đây là cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng chỉ 8 năm sau đó, cái tên Ngô Nguyên Kha đã trở nên quen thuộc với tư cách người bơi ngược dòng thị trường smartphone với một thương hiệu sản xuất điện thoại Việt Nam. Tầm nhìn của ông Kha đã được thể hiện từ rất sớm, trước cả thời điểm Mobistar ra mắt. Tiền thân của Mobistar, PNT Mobile đã lên kế hoạch chi tiết và sẵn sàng chờ đợi thị trường chuyển mình để tìm cho mình một chỗ đứng trong thời gian lâu dài. Trong thời điểm 10 năm đầu tiên của thế kỷ 21, thị trường Việt Nam bùng nổ những điện thoại đa chức năng, mẫu mã đa dạng và phù hợp với túi tiền. Thế nhưng dấu ấn của thương hiệu Việt vẫn còn nhạt nhòa trong lúc đó. Nhận thấy thời cơ chín muồi, ông Ngô Nguyên Kha bắt tay vào xây dựng thương hiệu và tìm ra những phương thức phân phối phù hợp. Ông thu thập được một đội ngũ tinh nhuệ những người có kinh nghiệm phát triển sản phẩm để cùng lên thuyền bơi ngược dòng trên thị trường đầy rẫy những đối thủ. Trong 3 năm đầu tiên phát triển thương hiệu, ông Kha cùng Mobistar đã gặp không ít khó khăn. Năm 2012, họ xác định đối thủ chính là gã khổng lồ Nokia, thời bấy giờ chưa bị Microsoft mua lại, bởi Nokia sở hữu một phần lớn của thị trường smartphone cùng tầm giá rẻ mà Mobistar khai thác. Chưa đầy 2 năm sau đó, các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc với nhiều mẫu mã đi kèm chất lượng cao ở mức giá rẻ đổ bộ vào nước ta. Trước những diễn biến đó, việc Mobistar không chỉ giữ vững vị thế mà còn sẵn sàng thoát khỏi phân khúc dưới 3 triệu để tiến lên mức 4 triệu đồng đã khiến nhiều người nể phục. Điều này xuất phát từ chiến lược của Mobistar. Họ sẵn sàng đưa ra thị trường các sản phẩm ở nhiều mức giá để ứng biến với những thay đổi của thị trường di động. Chính Mobistar đã đứng vững trong thời nhiều công ty phải bán sới vì những thay đổi hậu Nokia và trong thời điểm hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường. Ông Kha tâm sự, mỗi lần nhìn lại có vẻ như Mobistar đều thoát hiểm trong gang tấc. Đã có lúc slogan tận hưởng nhiều hơn mà nghĩa khách hàng phải có được nhiều hơn so với số tiền họ bỏ ra, tỏ ra cực kỳ chênh vênh trong lúc thực hiện. Giao cản chính của ông Ngô Nguyên Kha và công ty thời bấy giờ là năng lực tài chính có hạn. Thế rồi giải pháp mà ông Kha đưa ra là chỉ tập trung vào một lượng khách hàng nhất định, tạo lòng tin và tiếp thị truyền miệng. Mobistar vẫn đã và đang làm tốt điều ấy với chỉ 10 nhân viên quản lý fanpage. Họ túc trực hơn 16 tiếng mỗi ngày, phản hồi trong chưa đầy 10 phút với tất cả những yêu cầu của khách hàng. Nếu ai đó cho rằng Mobistar đến giờ vẫn chỉ là một thương hiệu nhỏ ở nước ta, thì hãy lưu ý rằng với sự cam kết tuyệt đối như vậy, Mobistar là fanpage công nghệ lớn thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau Samsung Mobile. Sự tin tưởng dường như là chìa khóa lớn nhất dẫn đến thành công của Mobistar. Họ không chỉ có những sản phẩm bề nổi như việc tổ chức những sự kiện âm nhạc nhằm thu hút sự chú ý, mà chính sách bảo hành với những ưu đãi, đặt bảo vệ quyền lợi khách hàng làm trọng đã mang đến niềm tin nơi khách hàng. Rồi đến khi những khó khăn ngặt nghèo ập tới, chính niềm tin từ nhà cung cấp, các đại lý và nhà bán lẻ đã lần lượt đưa Mobistar qua những khó khăn. Đó không chỉ là một niềm tin trên giấy mà còn là một cam kết đạt được các chỉ tiêu doanh thu với các đối tác. Nhiều khi ông Kha sẵn sàng cắt lỗ chứ không để mất đối tác và niềm tin ở nơi họ. Cho đến thời điểm này, Mobistar vẫn đang đi trên con đường riêng của mình, chậm mà chắc. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn vào cá nhân ông Ngô Nguyên Kha. Ông sinh năm 1971, tốt nghiệp khoa Anh Văn, Đại học Sư phạm Huế. Ít ai biết được rằng con đường khởi nghiệp đã chọn ông trước khi ông chọn nó. Năm 27 tuổi, ông Kha phỏng vấn vào Ericsson và nói chắc nịch 35 tuổi phải sở hữu cái gì đó của riêng mình. Giám đốc nhân sự phỏng vấn ông Kha khi đó chỉ cười và bảo trả lời với giám đốc nhân sự như vậy sẽ bị loại ngay đấy. Thế nhưng cũng với chính câu nói này mà ông Kha lại là người được chọn bởi ông cho thấy tâm thế làm mọi việc như là để làm cho chính mình. Cũng vì thái độ làm việc ấy mà ông Kha trở thành một trong năm người được nhận để phát triển thị trường Việt Nam trong bối cảnh Ericsson đang vật lộn tái cơ cấu để thoát lỗ. Ông Kha tham gia vào mọi công tác từ quản lý sản phẩm, hậu cần, bán hàng và tiếp thị. Chính những kinh nghiệm đó đã và đang được ông mang trở lại để phát triển Mobistar. Trong thời điểm làm cho Ericsson, ông Kha đã tạo được thói quen làm việc có hệ thống, chiến lược rõ ràng, điều mà các bạn trẻ ngày nay rất cần học hỏi. Trong thời điểm Mobistar ra mắt mẫu Kim Series cao cấp với giá lên đến gần 7 triệu đồng, nhiều người cho rằng ông Kha sẽ thất bại vì trước đó 2 năm, WeMobile cũng đã từng tấn công vào phân khúc đó nhưng không thành công. Ông Kha chỉ vui vẻ cho biết rằng hiện nay nhiều thương hiệu Trung Quốc và cả Ấn Độ đã tham gia vào thị trường với các mức giá khác nhau. Thế nên ở tất cả các phân khúc giá sẽ có sự cạnh tranh gắt gao, chẳng cứ gì là tầm trung mà giá rẻ cũng sẽ chứng kiến nhiều cuộc giao tranh. Ông cũng lạc quan cho rằng thị trường vẫn có thể phát triển theo nhiều hướng và chiến lược đối phó của Mobistar thực ra rất đơn giản, đó là cố gắng làm tốt hơn nữa những điều mình đã làm tốt rồi. Tư tưởng của ông Ngô Nguyên Kha là tư tưởng khởi nghiệp với nỗ lực và chiến lược rất cần được nhân rộng trong lòng các bạn trẻ. Có thể Mobistar vẫn chưa phải là một thương hiệu được quá nhiều bạn trẻ ưa chuộng, nhưng ở nhiều nơi họ vẫn đang có sản phẩm xuất hiện trên tay nhiều người dùng thuộc nhiều lứa tuổi và nhiều giai cấp khác nhau. Mobistar nói chung và ông Ngô Nguyên Kha nói riêng chính là một tấm gương cho sự thật rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể sống sót giữa những sự đe dọa đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là tất cả những thông tin mà mình muốn truyền tải về CEO Ngô Nguyên Kha của Mobistar trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy like, comment và subscribe kênh Tech Mark của chúng mình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.